Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương nghiêm túc rà soát lại tổng thể các quy trình bán hàng và thẩm định tại doanh nghiệp trước hàng loạt sự việc lùm xùm gần đây. Trước tiên, các doanh nghiệp bảo hiểm cần nghiêm túc thực hiện quy định về công khai thông tin về hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm, đặc biệt là công khai thông tin liên quan tới nội dung khách hàng cần lưu ý đối với từng sản phẩm bảo hiểm nhằm hỗ trợ khách hàng hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm đã tham gia. Kiểm soát các thông tin nêu tại bản minh họa bán hàng, tài liệu giới thiệu sản phẩm, xử lý nghiêm các đại lý bảo hiểm tự ý thay đổi các thông tin nêu tại tài liệu này dẫn đến việc khách hàng nhầm lẫn, kỳ vọng về quyền lợi bảo hiểm không phù hợp với thực tế. Đồng thời công bố đường dây nóng và các bộ phận thường trực với cán bộ có đủ thẩm quyền để tiếp nhận và giải đáp xử lý dứt điểm kịp thời các phản ánh thắc mắc của khách hàng về hợp đồng bảo hiểm, giải quyết quyền lợi bảo hiểm tránh kéo dài.